điều tra vụ hai nữ sinh đột nhập nhà dân trộm tiền vàng để tiêu xài cá nhân. Do thiếu tiền tiêu xài nên hai nữ sinh đã đột nhập nhà dân trộm tiền và vàng trị giá 80 triệu đồng. Chiều ngày 28 tháng 4, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ nữ học sinh là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một nhà dân ở địa bàn. Hai đối tượng được xác định là VTTT và VNPT, cùng sinh năm 2009, trú ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Thông tin ban đầu, sáng ngày 26 tháng 4, ông Phạm Văn Hát, sinh năm 1964, ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, đến Công an huyện Quảng Trạch trình báo việc gia đình bị mất trộm tài sản, gồm 40 triệu tiền mặt và 2 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng. Tổng số tài sản bị mất trộm khoảng 80 triệu đồng. Công an huyện Quảng Trạch vào cuộc, chỉ ít giờ sau, đã xác định hai nữ sinh VTTT và VNPT chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại gia đình ông Phạm Văn Hát. Tại cơ quan công an, hai nữ sinh thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định và thực hiện vụ trộm nói trên. Hiện Công an huyện Quảng Trạch đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua vụ án, Công an huyện Quảng Trạch cũng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra tình trạng các em có hành vi vi phạm pháp luật.